Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ với các bạn một cái dịch vụ rất là tuyệt vời ở Nhật mà các bạn có thể tha hồ trải nghiệm những cái hay ho ở Nhật, mà đồng thời các bạn cũng sẽ được nhận một cái món tiền nho nhỏ gọi là tiền cảm tạ đủ để các bạn tiêu vặt. Nhung mới vừa phát hiện ra cái dịch vụ này thôi, thì các bạn cũng biết là gần đây Nhung chuyển viện nên Nhung cũng khá là rảnh rỗi. Thế là Nhung lên mạng tìm kiếm một số những cái việc như là điền bản khảo sát để kiếm tiền, ngồi tại nhà kiếm tiền cũng rất là hay ho. Thì mình phát hiện ra một cái dịch vụ này, đó là người ta sẽ trả tiền cho các bạn để các bạn tha hồ trải nghiệm cái này cái nọ, rồi sau đó thì các bạn sẽ nhận về một cái phần tiền gọi là tiền cảm tạ, và các bạn phải điền một cái gọi là kanso anketo, có nghĩa là một cái bản khảo sát về cảm tưởng của bạn qua cái trải nghiệm vừa rồi. Cái trang web đầu tiên mà mình tìm được có tên là Sumamoni, mà cái kiểu mà trải nghiệm viết bản khảo sát và nhận tiền này nó rất là phổ biến, và có rất nhiều cái website, nhiều cái công ty, chứ không đi gì cái này, mà cái này là cái đầu tiên mình kiếm được trên mạng. Thì nếu mà bạn nào ở Nhật á, nói được tiếng Nhật tạm tạm á, thì các bạn có thể vào trang baitodu.com, xong rồi kiếm mấy cái công việc mà điền anh cạch tồ, điền bản khảo sát không á, thì các bạn có thể tìm một số công ty như thế này. Thì căn bản cụ thể nó như thế nào, người ta sẽ liên hệ với lại những cái công ty mà họ cần quảng bá bản thân, họ cần thêm nhiều người viết bản khảo sát cho họ, hoặc là một số công ty họ cần nâng cấp cái dịch vụ của họ nên họ muốn biết là người ta nghĩ gì về cái dịch vụ của họ, thì người ta sẽ trả tiền cho mình để đi spa nè, bao gồm làm massage, rồi tẩy lông triệt lông, rồi dán mi mắt giả, vân vân và vân vân. Rồi cái thứ hai là các bạn sẽ đi seminar, đi workshop, tức là cái gì đấy. Cái thứ hai là người ta sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo và người ta mời bạn đến đó. Thì thường những cái buổi hội thảo đó nó tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Thì các bạn đi nghe như vậy, sau đó người ta sẽ cho các bạn một cái bản khảo sát nho nhỏ, các bạn trả lời rồi sau đó người ta sẽ trả tiền cho bạn. Đó là cái dạng thứ hai. Cái dạng thứ ba là có rất là nhiều ngân hàng cũng như là các chi nhánh mà người ta mở những cái thẻ credit hay là thẻ quà tặng, thẻ Poito chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ cần nhiều người làm khảo sát để coi có cái thẻ đó xài có tốt không, so sánh với những cái thẻ mà gọi là phổ biến trên thị trường thì nó tốt chỗ nào, nó chưa tốt chỗ nào, thì người ta cũng cần cái đó. Rồi cái thứ tư là một số cái sự kiện mà có quay phim chẳng hạn, nhưng mà thiếu người quá thì người ta cũng kêu các bạn đến làm khán giả rồi xong làm khảo sát. Cũng giống như ở Việt Nam thì cũng hay kiểu mà thuê khán giả đến trường quay coi cho nó lấp đầy ghế trống á, thì đều là những cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Rồi cái số 5 là bạn đến một cái nơi để cho người ta tư vấn, ví dụ như tư vấn tìm nhà, tư vấn sức khỏe với lại tư vấn bảo hiểm, thì bạn đến đó nghe người ta tư vấn trong vòng khoảng 30 phút, sau đó thì viết lại khảo sát cho người ta là người ta tư vấn chỗ nào khiến cho bạn buồn ngủ, chỗ nào thấy bạn làm cho bạn hứng thú hơn, muốn chọn lựa cái dịch vụ của người ta hơn, thì người ta muốn nâng cấp cái dịch vụ của mình nên người ta sẽ muốn bạn làm cái khảo sát đó. Thì tất cả đều là những cái cơ hội để bạn có thể, một là trải nghiệm những cái dịch vụ hoặc là sự kiện hay ho ở Nhật, hai là các bạn có thể luyện tiếng Nhật trong những cái buổi mà đi hội thảo hoặc là đi nghe tư vấn. Thì mình cảm thấy nó rất là hay. Đầu tiên là người ta, sau khi mình đăng ký trên mạng thì người ta gọi điện cho mình, hẹn mình một ngày đến để nghe gọi là Setsumeikai, là một cái ngày, một cái buổi giống như là hội thảo chia sẻ, diễn giải, giải thích cho mình biết là đây là cái chương trình nó như thế nào, dịch vụ như thế nào. Thì chỉ cần mình đến đó thì mình sẽ được tặng 3.000 yên để coi như là bù vào cho mình cái tiền đi lại. Nhưng mà thật ra tiền đi lại của bạn chỉ tầm khoảng vài trăm yên thôi. Thì người ta sẽ tặng cho bạn 3.000 yên vào trong cái tài khoản của bạn trên cái website đó, và bạn có thể đổi sang tiền mặt bất kỳ lúc nào. Đây là cái web của nó là Sumamoni nè. Thì cái này là tài khoản của mình. Các bạn thấy bên góc này, ở trong này của mình đã có 3.000 yên sẵn trong đó rồi, và bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra. Đây, thì ở đây có những cái như là họ có một số sản phẩm làm đẹp như là trà xanh hay là sữa. Rồi thì nếu mà bạn mua nó thì người ta sẽ trả tiền cho bạn mua, sau đó thì bạn uống thử coi nó như thế nào, xong rồi bạn trả lời khảo sát. Nhưng mà thường mấy cái mà liên quan đến ăn uống thì mình không có xài, thì mình không có biết là đây có phải là công ty nổi tiếng hay không, nên mình cũng không biết là sản phẩm nó có ổn định hay không, mình cũng không có dám.
Tiếp theo cái này rất là hay ho là làm thẻ. Bình thường các bạn biết là làm thẻ credit, debit hoặc là làm thẻ bôi tổ nhận rất là phiền phức. Nhưng mà ở đây người ta thậm chí người ta trả tiền cho bạn làm thẻ. Tức là ví dụ như bạn làm một cái thẻ màu đỏ trên là bạn được 1 sen, làm cái thẻ màu xanh kế tiếp là bạn được 2 sen. Thì các bạn thấy kiếm tiền rất là đơn giản. Tiếp dưới này là đi salon, đi spa. Thì ví dụ như cái đầu tiên là đi cái này nè. Đi salon này là đi salon triệt lông. Thì các bạn sẽ được triệt lông. một cái gọi là một cái món hời đi vào đó người ta sẽ triệt lông cho các bạn. Và các bạn sẽ, cái tiền trải nghiệm là 90 yên, tiền cảm tạ là 90 yên. Nghe thì nó hơi mắc cười nhưng mà thường đây là mấy cái tiệm mà nhỏ nhỏ. Thì mấy cái tiền đó là ở cái công ty mà nó có cái dịch vụ trải nghiệm này nè, nó sẽ trả tiền hết cho bạn. Bạn không có phải bỏ tiền ra đồng nào hết. Đây là cái phong bì tiền mà người ta phát ra cho mình ngay lập tức trong ngày hôm đó luôn. Thì trong số các mục chỉ có cái mục mà sắc đẹp là các bạn phải trả tiền trước khi mà thực hiện. Ví dụ như các bạn đi spa, các bạn phải trả tiền trước đúng không? Vì vậy nên người ta phải gửi cho bạn cái tiền sẵn luôn để các bạn đi spa. Còn ví dụ như những cái như là trải nghiệm đi seminar, đi nghe tư vấn, làm thẻ thì các bạn không phải bỏ tiền ra nên người ta sẽ không cần phải đưa tiền cho các bạn. Ok, thì đây là cái tờ mà chi tiền cho mình. Để coi. Mình đăng ký ra 3 cái. Về cái mà nãy các mình cho các bạn xem á, về cái mà làm đẹp mình đăng ký 3 cái thì tổng cộng á là 1.4 tiền trải nghiệm nên người ta phải trả cho mình cái 1.4 này. Còn cái cột này á là cái tiền cảm tạ mà mình sẽ nhận được. Đó. Các bạn thấy không? Thì mình sẽ xác nhận, mình sẽ check vào từng cái coi là cái số tiền nó có đúng như là người ta nói hay không. Xong rồi ở dưới này sẽ là tổng cộng số tiền. Là người ta sẽ gửi cho mình 1.4 sen, còn số tiền còn lại mình sẽ nhận là 2.5 sen. Vì vậy nên tổng cộng sau khi mà mình đi trải nghiệm này thì mình sẽ được 3.9 sen. Cũng rất là hay đúng không các bạn? Cái này là cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên mà mình đến thì người ta phát cho cái tờ giấy giải thích đăng ký, coi là bạn có những cái hạng mục, bạn đăng ký hạng mục nào. Thì các bạn, cái ngày đầu tiên mà các bạn đi cái gọi là Setsumekai, cái buổi mà giải thích đó thì người ta sẽ phát cho bạn một cái mật mã. Thì cái mật mã này chỉ có tác dụng đúng ngày hôm đó thôi. Thì bạn sẽ được đăng ký những cái mà nhiều người khác không biết. Những cái mà trên website là cái chung cho tất cả mọi người. Còn ai mà đến Setsumekai thì nó sẽ có một số cái riêng khác hay ho hơn. Thì mỗi lần đi Setsumekai như vậy thì các bạn sẽ có 3 sen. Thì thôi các bạn chỉ phải đi đợt đầu tiên thôi. Nhưng đợt sau thì các bạn lên web hoặc là các bạn đợi có sự kiện á, nó đến á, thì các bạn đăng ký không phải đi nữa. Thì các bạn thấy như của mình á, hàng đầu tiên cái này là ST, là về làm đẹp á. Thì mình đăng ký tới 3 cái rồi. Nó là spa với lại triệt lông vĩnh viễn. Thì thường á, triệt lông vĩnh viễn á, các bạn cũng biết, nếu mà ở Việt Nam bạn nào có làm thì biết là phải đi nhiều lần mới hết được, chứ đi một lần thì đâu có hết đâu. Vì vậy nên mình đăng ký 2-3 cái luôn. Thì để bữa sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn về triệt lông vĩnh viễn ở Nhật. Nó là cả một cái thế giới hoàn toàn khác. Nó rất là chi tiết, chu đáo và đầy đủ mọi thông tin. Mình thấy là rất là hữu ích, đặc biệt là cho phụ nữ. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Thì thường cái làm đẹp này chỉ có phụ nữ đăng ký thôi. Cái số 2 là đi nghe tư vấn về bảo hiểm. Cái này là Hoken Shodan, Hoken Mendan. Là đi tư vấn về bảo hiểm thì nó sẽ có bảo hiểm nhân thọ, rồi bảo hiểm tai nạn các thể loại. Thì các bạn chỉ việc đi nghe, xong rồi nghe để học hỏi thêm tiếng Nhật, nó cũng rất là hay. Đi nghe chừng khoảng 20 đến 30 phút, sau đó là một bản khảo sát. Thì mới đầu lúc mà mình thấy dễ ăn như thế này, tại vì mấy cái này tiền rất là nhiều. Đi nghe mà nghe về bảo hiểm á, một lần đi nghe có khi 4.5 sen, là gần cả triệu tiền Việt Nam á. Là các bạn chỉ đi nghe 30 phút, sau đó các bạn nhận được cả triệu, nó còn hơn người ta đi làm Arubai toàn nguyên buổi nữa. Thì đó là cái này là cái bảo hiểm. Thì cái bảo hiểm này nam nữ đều đi nghe được. Mà ban đầu mình nghĩ rằng là cái bản khảo sát này chắc là nó phải rất là phức tạp, tại vì mình không có bỏ cái gì ra hết. Xong rồi mình đi đến đó, xong rồi cái người ta nói với mình, cái mình làm cái bản khảo sát của mình được tới 4.5 sen. Mình nghĩ là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng mà hoặc là cái bản khảo sát đó nó nhanh lắm, các bạn làm chắc 1 phút là xong mà. Giống như hỏi là các bạn có hài lòng hay không, mình toàn điền hài lòng rồi manzuku. Xong rồi người ta hỏi các bạn là có chỗ nào các bạn chưa hài lòng, các bạn gợi ý ra thì các bạn ghi chung 1-2 ý thôi, đâu có cần ghi quá trời quá đất đâu. Mà người ta cũng chừa cho các bạn có một hàng thì các bạn ghi 1-2 ý thôi à, mà nó ngắn lắm.
coi như là ví dụ như một trang A4 như thế này thì nó chỉ từ đây đến đây thôi là hết rồi, chứ không phải là cái bản khảo sát mà nguyên một tập dày cua rồi các bạn phải trả lời từ từ, thì nó là cái kiểu rất là nhanh. Tiếp theo là cái này là đi seminar. Nguyên cái đoạn đi seminar mình không có đăng ký cái đi seminar nào hết tại mình làm biếng. Nhưng mà với những bạn mà đang học tiếng Nhật, yêu thích tiếng Nhật, muốn học hỏi hơn, biết thêm nhiều thông tin về Nhật chẳng hạn, thì các bạn cực kỳ nên đi seminar. Giá của seminar là các bạn đi một buổi thì tầm khoảng từ 2 cent. 2 cent một buổi, một buổi đi thường là 30 phút đến 1 tiếng. Rồi, Kado là các bạn đăng ký thẻ. Mình đăng ký nhiều lắm nhưng mà ngày hôm đó mình làm biếng đi nên mình không có ghi vô đây. Coi như là mình đăng ký một loạt hết tất cả các thẻ luôn. Đăng ký thẻ thì tiền rất là ổn. Các bạn đăng ký một cái thẻ, ví dụ như là thẻ quà tặng đi ha. Mình thường hay đi siêu thị Aeon Mall. Mình đăng ký thẻ quà tặng của Aeon Mall thì mình sẽ được 1 cent. Trong khi bình thường các bạn đi ra siêu thị, các bạn xin người ta cái giấy để các bạn điền vào đăng ký thẻ thì thẻ nó đến miễn phí, các bạn không có được tiền, cũng không phải trả tiền cho người ta. Còn đằng này ở bên này là người ta trả tiền cho các bạn để bạn nhận được cái thẻ mà các bạn muốn. Thì nó rất là được. Còn về thẻ credit thì giá rất là tốt. Thẻ credit từ 2 cent đến 3 cent cũng có luôn. Thì cái thẻ credit đó thì nó khó một cái là chỉ cho những người đi làm rồi thôi. Còn những người chưa đi làm hay là bà nội trợ thì hơi khó. Trừ phi là chồng bạn có tiền, đi làm có tiền rất là nhiều thì không sao. Chứ còn... chứ còn mà ở nhà nội trợ thì hơi khó để làm thẻ credit. Rồi ở phía sau này nó có một cái bảng cho mình, tại mình đi đăng ký vào tháng 6 á, người ta phát cho mình cái lịch, thí dụ như mình đi trải nghiệm ngày nào thì mình đánh dấu vào ngày đó. Rồi á, trên điện thoại nó có cái giống như là cái thủ tục thứ tự, ví dụ như số 1 là đăng ký, số 2 là điền email của bạn vào, số 3 là phải chụp hình cái bill lại. Ví dụ như các bạn đi spa xong cái người ta sẽ gửi cho bạn cái bill, thì các bạn phải chụp hình cái bill đó lại để chứng minh rằng là các bạn có đi spa này, thì người ta sẽ gửi tiền vào tài khoản cho bạn. Rồi thí dụ như các bạn đăng ký thẻ đi thì thẻ gửi về đúng không, thì các bạn phải che lại cái phần tên với phần số thẻ, chỉ trừ lại cái phần mà tên cái công ty phát hành thẻ ở phía trên, các bạn chụp hình lại xong rồi gửi cho người ta thì người ta sẽ gửi tiền vào cho các bạn. Đây là một cách kiếm tiền rất là dễ dàng. Yêu cầu thì không có gì cao hết, chỉ cần tốt tiếng Nhật một tí xíu. Nhưng mà các bạn có thể giống như mình, thật ra tiếng Nhật của mình cũng đâu có tốt lắm đâu, nhưng mà mình giả bộ như tiếng Nhật của mình tốt. Thì người ta chủ yếu là người ta nói nhiều, các bạn chủ yếu là nghe thôi mà, nên các bạn cứ dạ vâng và sử dụng. Nói chung là sử dụng tiếng Nhật ở mức độ vừa đủ thôi, N3 thôi là được rồi. Mà chủ yếu là khi các bạn nhìn vào Anketo thì dĩ nhiên là nó không có Hiragana hay là không có Furigana phiên âm phía trên, nên các bạn phải giả bộ như mình hiểu. Như bản thân mình thì mình học tiếng Trung Quốc rồi thì mình điền cũng nhanh, nhưng mà ví dụ như chủ yếu phần lớn người Việt thì đọc kanji hơi chậm á, nhưng mà Anketo thôi mà, vì vậy nên nó sẽ là những câu mà đánh trắc nghiệm thôi, nên các bạn cũng lờ mờ đánh là được. Thì mình đã trải nghiệm qua một lần đi spa với lại một lần đi triệt lông rất là đã, mình sẽ chia sẻ với các bạn sau trong video tiếp theo. Đặc biệt là đối với cái Sumamuni mà mình đang sử dụng á, thì nếu mà mình giới thiệu cho bạn của mình á, thì mình sẽ được 5 sen, còn bạn của mình sẽ được 1 sen. Ví dụ như bạn không được ai giới thiệu bạn đi vào thì bạn chỉ được 3 sen ban đầu cái tiền mà các bạn đi đến cái Shichimekai mà coi như là trả tiền đi lại cho bạn thôi. Ví dụ như một người giới thiệu bạn vào thì bạn sẽ được tổng cộng là 4 sen, 1 sen tiền giới thiệu với 3 sen tiền đi lại. Còn bản thân mình giới thiệu thì sẽ được 5 sen. Nên trong tương lai thì mình sẽ giới thiệu cái dịch vụ này cho nhiều bạn bè của mình hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Mình cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà phát hiện ra được cái dịch vụ này. Và nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái dịch vụ này á, thì hãy bình luận ở bên dưới. Thì mình sẽ cố gắng trả lời hết các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn mọi người. Bye bye các bạn.